Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương. Chào mừng mọi người tới với bài tập thứ 2 của cái chuỗi bài cho cơ bụng mông đùi. Chủ nhật tuần trước mình đã up một cái video về cơ bụng mông đùi rồi và mọi người đã tập và là mình nhận rất nhiều phần comment, rất nhiều feedback là hãy làm thêm một bài nữa đi. Thì hôm nay là bài thứ 2 của chuỗi bài này nha. Và vì là một bài ngắn cho nên bạn có thể tập bất cứ khi nào bạn muốn, đặc biệt là có thể buổi sáng hoặc buổi tối cũng được. Và mình không có hướng dẫn kỹ cái phần hít thở thư giãn ở ban đầu và cái phần nằm nghỉ Shavasana 5 phút cuối cùng, thì mọi người tự tập phần này nếu mà mọi người có thời gian nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Mình trải thảm và bắt đầu bài tập của ngày hôm nay thôi. Như thường lệ mình sẽ quay vào cái tư thế em bé để giãn cái thắt lưng của mình một chút. Bạn có thể mở hai cái chân rộng ra và chạm cái ngón cái của mình vào nhau. Sau đó mình lùi cái người mình về phía sau, trượt cái tay về phía trước. Nó lắc lư nhẹ nhàng cho tới khi mà cái mông của bạn chạm vào gót chân. Rồi bạn hạ cái trán xuống và mềm cánh tay về phía trước. Nào mình giữ đây một vài nhịp, lắng nghe nhịp hít vào, nhịp thở ra nhẹ nhàng. Mình thấy hơi thở đi vào mũi và đi ra mũi của mình. Và mình thấy phần hông của mình hơi căng một chút và phần thắt lưng của mình nhìn về phía sau gót chân. Nào một hơi thở nữa thôi, hít vào sâu và mình thở dài ra. Sau đó bạn bán bàn tay trườn người về trước và mình nằm sấp xuống sàn, nằm ép bụng dưới của mình xuống sàn luôn. Nào cái phần bụng dưới sẽ là phần rất là quan trọng cho cái phần tiếp theo, tại vì nó siết được cái cơ của mình nha. Bạn mở hai chân rộng bằng đùi, cái mũi chân trượt về sau và hai tay chống bên cạnh lồng ngực. Mình sẽ tập cái tư thế rắn hổ mang. Nào bạn chạm trán xuống sàn, hít vào mình lật lên từ từ từng nhịp một nha. Chuyển lên siết chặt thân sau, 1, 2, 3, 4, 5 siết người. Rồi từ từ xuống, 5, 4, 3, 2, 1. Mình có làm riêng một cái video về các lỗi sai và cách làm thế nào để tập đúng động tác Cobra, mọi người check các video ở phía dưới của mình nha. Nào vòng thứ 2, hít vào lên 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Mình tiếp tục hít vào lên rãn hổ mang. Siết đùi, siết bụng, mở lồng ngực vươn lên. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Nào một lần nữa, hít vào lên. Lên, lên, lên. Thở ra, xuống, xuống. Xuống, chạm trán xuống. Và nhịp cuối cùng, nào hít vào lên. Lên, lên, siết lại, rồi lên, siết chặt đùi sau. Rồi xuống, xuống. Xuống, thở ra. Lần này mình sẽ hít lên tới nhịp thứ 3 thôi và mình dừng lại. 1, 2, 3. Và bạn thấy là cái bụng dưới của mình vẫn nằm dưới sàn. Và bạn siết chặt cơ bụng, siết chặt thân sau, bạn nhấc hai tay bạn lên khỏi sàn. Nào nhìn về phía trước, trụ lại. 1, 2, 3, 4, 5. Nào nhẹ nhàng hạ xuống, thở ra. Mình lặp lại một lần nữa nha, hai tay chống, mình lên nửa đường thôi nè. 1, 2, 3. Nào siết cơ bụng lại, nhấc hai tay lên, nhìn thẳng về phía trước. 1, 2, 3, 4 và 5. Hạ từ từ xuống, thở dài. Thở dài ra. Hít một nhịp dài. Rồi mình thở ra. Từ đây bạn giữ nguyên phần thân trên và bạn siết và nâng hai chân của mình lên một nhịp. Nhấc lên khỏi sàn thôi, bạn siết lại toàn bộ phần thân trên không di chuyển. Hạ xuống. Nhịp thứ hai bạn siết lại nâng lên, chỉ căng cái mũi chân về sau. Hạ xuống. Nhịp thứ 3, siết chân sau nâng lên. Hạ xuống, nhớ đừng khuỵu gối nha.
Nhịp thứ tư hít, thở ra. Và nhịp thứ năm hít, mình thở ra. Giữ cái mũi chân trượt về phía sau và úp dưới sàn. Mình trườn hai tay mình thẳng về phía trước. Lần này mình sẽ vừa nâng chân vừa nâng tay của mình lên luôn ha. Giữ trán dưới sàn, nào hít vào bạn ngẩng mặt lên và nhấc tay lên, nhấc chân lên. Hít vào, thở ra, hạ xuống. Nào mình sẽ lặp lại 5 nhịp. Hít vào, thở ra. Nhịp thứ 2 hít vào, thở ra. Nhịp thứ 3 bạn hít vào, thở ra. Và nhịp thứ 4 mình hít vào, siết chặt bụng dưới lại, thở ra. Nhịp cuối cùng hít vào, nhấc lên bụng dưới siết chặt. Nào giữ đây, 1 2 3 4 và 5, bạn hạ xuống, thở dài. Đặt hai tay về dưới trán, nào bạn thư giãn khuôn mặt một chút. Lắc lư hông của mình về hai bên. Sau đó mình sẽ lùi lại về phía sau vào tư thế em bé. Hai bàn tay bạn chống, lùi hông và nhấn về sau, mình thở dài ra. Và mình sẽ đẩy người mình lên tư thế đao đót, tư thế chõ úp mặt. Nào vươn tay và nhón mũi chân. Mình vươn về sau, duỗi người mình thẳng, bàn tay bám chắc. Nào rướn hết ra sau. Sau đó nhón mũi chân vươn về trước, mình gồng bụng vào tư thế tấm ván. Bạn giữ chặt lưng hông vai ở tư thế tấm ván, nhìn xuống sàn. Nào cảm giác cái lưng không bị ổng xuống mà bạn kiểm soát được phần mông của mình và lưng thẳng. Nào từ từ khuỵu cái đầu gối phải đặt vào giữa hai bàn tay. Sau đó rút ra sau, đưa về vị trí cũ, đầu gối trái. Rồi đặt ra sau. Mà mình sẽ lặp lại như vậy và trụ chắc cánh tay nha mọi người. 1, đưa ra sau. 2, đưa ra sau. 3, đưa ra sau luôn phiên chân này chân kia. 4, ra sau. 5, ra sau. 6, và ra sau. Nào đẩy lên đao đó, thở ra. Dạng lưng, duỗi ra. Và bây giờ mình sẽ giữ cái kéo cái cằm vào cái đầu gối của mình luôn khi mà mình đưa cái đầu gối lên. Nào vươn về trước tư thế tầm ván, khuỵu cái đầu gối kéo cằm vào. 1, thở ra. 2, thở ra. 3, thở ra. 4, thở ra. 5, thở ra. Một nhịp nữa, 6, nào thở ra. Và mình đẩy về đao đó, thở ra. Duỗi lưng mình giãn ra, nào nghỉ một nhịp. Lắc lư nhẹ nhàng vai, thắt lưng, thư giãn không. Sau đó mình sẽ đưa hẳn cái đầu gối bên phải về cái quỳ chỏ tay bên trái luôn này, kéo qua rồi đưa ngược về phía sau. Nào mình bắt đầu nha. Bám hai tay của bạn chắc, duỗi về tư thế em bé, tư thế đao đót, rướn ra. Nào khuỵu gối phải kéo qua cái quỳ chỏ tay trái, một nhịp đưa ra sau, đao đót trở lại. Chân trái, hai nhịp đưa ra sau. Nào chân phải đưa ra sau, trái đưa ra sau. Năm phải đưa ra sau. 6, trái đưa ra sau. 7, đưa ra sau. 8, đưa ra sau. Cố lên mọi người. 9, đưa ra sau. Nhịp cuối cùng. 10, và đưa ra sau. Nào mình duỗi lưng mình dài, lắc qua lắc lại lưng, lắc lại vai, lắc nhẹ nhàng, duỗi người ra sau. Nào mình lại hạ đầu gối và mình nằm ép bụng mình xuống sàn, thở ra. Nào lên rắn hổ mang, hít vào. 1 2 3 4 5, thở ra.
5 4 3 2 1 Một vòng nữa thôi, hít vào. 1 2 3 4 5 và hạ xuống 5 4 3 2 1. Sau đó mình lật người và nằm ngửa ra luôn. Không biết mọi người đổ mồ hôi chưa chứ mình bắt đầu đổ lông ròng rồi. Nào, giữ hai cái chân của mình hơi mở ra một chút, hai bàn tay úp xuôi theo người. Sau đó mình giữ hai cái chân mở rộng một chút ra bằng người hông, hai tay mình úp xuôi theo người. Mình sẽ nhấc lên y như là lúc mà mình nằm sấp mà mình nhấc á, mình nhấc lên một chút này, 45 độ gồng bụng một, hạ xuống. Lúc mà mình nhấc lên mình sẽ cảm thấy là cái thắt lưng của mình nó nhịn xuống, nó ịn xuống sàn như vậy nha mọi người. Nào bắt đầu, 1 hạ xuống, 2 cùng lại nhấc lên này, hạ xuống, 3 nhấc lên 45 độ thôi, hạ xuống, 4 nhấc lên, hạ xuống, 5 nhấc lên, hạ xuống, 6 hạ xuống, 7 hạ xuống, 8 xuống. Nào ép thắt lưng chín xuống, nhịp cuối cùng lên và hạ xuống. Nào bây giờ mình sẽ vươn tay mình qua quả đầu, mình nâng chân lên một chút và mình đẩy cánh tay chéo về trước nha. Nào giữ cái mông dưới sàn, nhấc chân và vươn tay, 1 hạ xuống, 2 hạ xuống, 3 hạ xuống, 4 thở, 5 6 7 8 nào 9 xuống, nhịp cuối cùng. Rồi, mình hạ xuống, vươn tay dài ra. Nào thả lỏng cái ngực, tay lưng dưới, thả lỏng thắt lưng một chút. Mình khuỵu hai cái đầu gối là ép thắt lưng của mình xuống, lắc lư hai gối về phải, về trái. Đối với những bạn mà có vấn đề về cột sống, bạn hãy để ý kỹ cách cong cơ bụng, cách siết bụng trước khi mình tập những cái bài về cơ bụng nha. Tại vì nếu mà bạn không cong được cơ bụng, nó sẽ dùng lực dưới lưng và làm cho bạn bị đau lưng và ảnh hưởng tới cột sống của mình á. Rồi nào, sau khi thoải mái được phần lưng, mình chỉ hai chân của mình lên trời. Lần này bạn chỉ hẳn cả hai cái mũi chân lên trời nào, hai tay đặt lên bụng, gồng chặt này, cảm giác cái lưng dưới ép chặt xuống dưới sàn. Nào hạ chân phải xuống, lên trái 2, lên phải 3, trái 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bây giờ mình sẽ hạ cả hai chân một lúc, 1, lên 2, 3, 4, 5, chắc bụng lại bạn ơi, 6, 7, 8, 9, nào 10 nhấc lên. Sau đó bạn khuỵu hai gối và bạn nhấc mông lên khỏi sàn vào tư thế cây cầu. Nhấc mông ưỡn lưng lên, đan hai tay vào dưới lưng và nhấn cánh tay xuống sàn. Nào giữ đây một vài nhịp. Hít thở dài. Nào một nhịp nữa thôi, mình hít sâu vào và mình thở ra, gỡ tay và hạ lưng xuống sàn.
Rồi với cái động tác tiếp theo, mình sẽ tập trung vào cái phần bụng dưới của mình khá là nhiều. Và mình thường thấy mọi người tập như vậy nè, mọi người đá cái chân này về phía đầu, sau đó hạ xuống, thì nó nhấc hoàn toàn cái mông lên khỏi sàn rất là nhiều, nhưng mà nó tác động vào lực của bụng rất là ít nha. Cho nên hãy tập theo cái cách của mình, bạn sẽ thấy là nó vào lực của bụng rất là nhiều hơn so với cái cách mà bạn cố gắng đá cái chân lên phía đầu. Đó là thay vì kéo cái chân sát vào đầu, bạn đá thẳng và chỉ cái chân lên trời cho mình nha. Nào, cái cách mà bạn vẫn thường hay làm này là kéo về đầu. Cách của mình là đá lên trời. 1 2, đá lên trời nha. 3 4, gồng bụng lại. 5 6 7 8 9 10. Lắc lư hai gối về hai bên. Mình sẽ lặp lại một lần nữa. Nhớ là đối với cái bài tập này, bạn hãy thử đá hẳn thẳng cái chân lên trời, đừng đá về phía khuôn mặt. Rồi mình lặp lại một lần nữa. Nào, giữ thắt lưng như sàn, hai chân chỉ lên. Nào, đá thẳng chân lên trời. 1, gồng bụng nhấc mông. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình nhấc lên tư thế cây cầu lần nữa. Nào, ưỡn lưng và nằm tay nhìn vào sau thắt lưng của mình. Rồi bạn từ từ gỡ tay và hạ lưng xuống sàn. Bạn kéo cái đầu gối và ôm sát vào ngực của mình. Phần thắt lưng hồi nãy nó có thể hơi mỏi do các cái động tác mà mình gồng bụng, bây giờ bạn ép nó xuống sàn, thư giãn lại. Nào, giữ cố định ở đây, 5 nhịp thở. Sau đó bạn gỡ tay ra, vắt chân phải của bạn quàng qua chân trái, xoắn đầu gối về bên trái và xoay vai của bạn về bên phải. Cảm nhận vào cái độ xoắn của lưng. Rồi mình nâng lên lại. Đổi bên, vắt chân trái qua, kéo cái đầu gối trái ép xuống và xoay vai về bên kia. Và mình quay về giữa, nằm thẳng ra. Nào, vươn thẳng tay qua quả đầu, duỗi thẳng hai cái chân mình về phía sau, rướn người mình cẳng lên, hít, buông xuống, thở ra. Một lần nữa nha bạn, hít vào rướn lên, thở ra. Quỵ hai cái đầu gối, xoay người về một bên, chống tay và mình ngồi lên luôn. Đối với bài hôm nay, mình chỉ có chừng đó thời gian để hướng dẫn mọi người một cái bài tập ngắn như vậy thôi. Thì bài tập ngắn như vậy sẽ phù hợp cho những bạn nào bận rộn, hoặc là những bạn không có nhiều thời gian vào buổi sáng, buổi tối, hoặc là cần một cái bài tập ngắn cho phần cơ bụng, mông, đùi. Mình nghĩ là đối với cái bài này, nếu mà bạn tập rất là cẩy, bạn tập theo đúng cái hướng dẫn mà bạn gồng siết được cơ bụng, thì nó cũng tác động vào cái phần bụng và phần đùi. Có thể ngày mai thức dậy bạn sẽ cảm thấy hơi mỏi mỏi, hơi tê tê phần này. Và nhớ là tập cát siết bụng nhiều vào, đừng để dùng lực ở lưng nha. Ở lưng mà sẽ bị đau lên thắt lưng, đau lên sống lưng của mình á. Hẹn gặp mọi người vào sáng chủ nhật 7 giờ sáng tuần sau. Nếu bạn có thời gian, hãy nghỉ một chút rồi mới bắt đầu tập lại lần nữa, hoặc là nghỉ rồi nghỉ luôn. Tạm biệt mọi người, 7 giờ sáng chủ nhật tuần sau, nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút like cho kênh YouTube của mình nha. Tạm biệt mọi người.